làm lên một quả nem nó ngon ấy thì là mình phải chọn nguyên liệu nó tươi ngon, tay mình sò và nó có cái độ kết dính ấy. Và đặc biệt là khi con lợn mổ ra mình phải mua thịt, mua luôn, xong là nhìn cái thịt đấy nó tươi hồng thì về làm nem nó mới đạt chất lượng. Không thì cô với chị ấy ngồi làm khách cũng được nhỉ?